dạ em à, an nguyễn á, xin chào anh chị em khách hàng à, em về thêm được ít con quạt à, xin đây qua quạt này chuyên thổi nha các anh chị ha à, thì à, trước giờ mấy con này à, hàng hồi lúc trước nó giá nó rẻ mấy anh chị đợt này giá hàng bị giam công lâu quá nên giá nó cao hơn như là em đi lựa mấy con đẹp không à mấy con mà nó nó chỉnh chu ngon lành hết chứ mấy con mà xét xét quá em không có lấy nó thì cho nên giá thì nó lại càng cao hơn trước nữa à, thì đợt này giá tới một triệu rưỡi một con à, nói chung là mắc hơn khoảng trăm ngàn một con so với bình thường các anh chị nhưng mà em cũng đã lên điện 220 luôn cho các anh chị nha. Đó, thì uh, con này là xin uh, qua uh, chuyên um, hàng nội địa Nhật đó. nó xài uh, đúng gốc của nó là điện uh, 100V ha, thường thường nó xài cho mấy cái công trình của hãng Taiyo mấy anh chị. Đó, uh, điện 100V ha, máy in Taiwan nha. Đó con này là máy in Taiwan. Đây đó, thì thông số của nó là điện của nó là 100V và uh, công suất của nó là từ 230 cho tới 320W mấy anh chị ha. Đó và vòng tua của nó đạt tới 3300 vòng/phút. trên phút tốc độ rất là nhanh và nó chuyên mấy anh em mà ở tiệm gara sửa xe hay là tiệm cơm sườn thì rất là thích cái con này tại vì nó nó thổi một cái luồng đẩy cái luồng gió luồng khói nó rất là mạnh cái gì Ví dụ như trong gara của mấy anh chị mà nó có mình test xe đó, mình sửa xe cho khách rồi mình test nổ máy này kia thì nó 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 bị khói rồi thì nó mình hít vô thì nó không tốt ha mình bật mở cái con quạt này lên. Đó vậy để cho nó thổi ra ha, nó thổi ra ngoài. À, thì cái đường kính cánh của nó là khoảng 30 xăng mấy anh chị ha, đường kính cánh của con này là 30 xăng 30 xăng 30 cm, có lòng bảo vệ trước và sau. Ha? Công tắc thì chống kháng nước luôn nha mấy anh chị ha, công tắc nó nằm đây, à, chống va đập và chống khá và kháng nước luôn. Công tắc on oh, nope, off ha. Và cái sợi dây điện nó cũng dài lắm anh chị ha, dài em nhớ hình như nó cũng khoảng 2 mét mấy 3 mét á ha. Giờ cháu thì cháu Nhật, ở này nó có một cái cái đuôi đuôi, đuôi 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 nối đất ha nhưng mà mình ở Việt Nam mình thì ít có xài nói đất đó cho nên là à, cái này thì mình cứ gặp vô thôi nó, nó gặp vô được nó nó có thể gặp vô được như thế này đấy thì à, à quạt xin đây qua đợt này thì giá một triệu rưỡi ha đã lên điện 220 thì à, mấy cái con quạt này tụi em đấu đấu cản anh chị ha đấu cản trong đây đây để mà cho mấy anh chị xem con này À, thì nó sẽ nằm ở trong đây nè mấy anh chị ha. Thì tụi em sẽ đấu cái một cái mạch cản vô đây ha. này mấy bạn đã tháo sẵn để chờ à, để chờ đấu à, đấu sẵn lên 220 để anh em mình xài cho nó tiện. Thì cái con cản đó đó thì à, em thấy hiện tại là đối đối với cái cái quạt qua này là thì nó sẽ chạy bình thường mấy anh chị. ha như con này mấy bạn đã lên 220 rồi, mấy bạn ghi ký hiệu lên đã lên điện 220V này mấy anh chị ha. Đó thì mấy con này là lựa lựa từng con rất là đẹp. Đó, nói chung cũng chỉnh chu ngon lành lắm thì giá một triệu rưỡi một con hai cái gì ha đấy à, anh em nào có nhu cầu thì à, à, lấy nhắn tin cho em tên địa chỉ à, rồi ghi ship cho anh cái đạt của quạt à, xin đeo qua triệu rưỡi là em biết mấy con này nó thổi thổi rất là mạnh ha anh em nào cứ à, à, xài đã từng mua qua rồi thì cũng rất là rành những cái dòng quạt này rồi lúc trước thì à, em về em lần là một cả trăm con cái gì à, đợt này thì à, em lựa được có mấy con đẹp đẹp như thế này rồi à, số điện thoại của em là 0914466462 hoặc là mấy anh chị mình nhắn tin vô zalo à, à, bên em chụp hình à, chơi từng con à, gửi cho mấy anh chị xem trước rồi mấy anh chị ok. Thậm chí là mấy con này đã test hết rồi, hoàn hảo hết mấy anh chị ha Không có bị cọ cánh, không bị gì hết Mấy con này có vài con thường thường về, nó có vài con là nó hay bị cọ cánh do người ta hàng bãi mà Người ta đóng về, thì nó bị cái này cái kia chọt Nhưng mà tụi em đã kiểm tra hết rồi, cánh ngon lành Và đặc biệt là nó chạy motor hai bạc đạn trước và sau mấy anh chị ha Bạc đạn của nó là bạc đạn của Đức luôn á, xịn lắm Đấy thì mấy cái này xài châu bò hàng công trình mà nó chuyên cho những cái công trình của nhật nó thổi nó hút nó thổi mấy cái luồng gió để làm thông thoáng với lại mấy cái bụi sơn rồi đó nó thổi ra ngoài đó. cho nên là anh em về xài sẽ rất là bền ha con nào cũng lấy vàng ôm đẹp hết vệ sinh sạch sẽ hết rồi rồi xin cảm ơn tất cả anh chị em khách hàng rất là nhiều